Đây là cái đám cưới thôn quê rồi quý vị. Vô đế anh bàn đó con. À, quý vị mình lớn vào ở trong mình làm lễ nha, còn còn quý vị nào sồn sồn thì mình ngồi ngoài này cho nó mát. Vô vô ngồi ổn định xong rồi làm lễ. Mọi ngồi đó không có đứng nữa, bây giờ không có đứng nữa. Bây giờ chỉ ngồi thoải mái thôi. Rồi, nhà mình lên nhìn đây luôn ạ. Cô hai. Từ từ, bé con từ từ. Bây giờ các con tự giới thiệu luôn hay con? Dạ rồi. Cô hai đứng trên con nhau luôn, cô hai đứng trên con nhau. Mình xác vô để chụp hình. Dạ rồi. Nhà mình lên nhìn đây luôn ạ. Bây giờ là ngoại tiếp tục cho quà cho cháu rồi. Giờ tiếp tục là cô này, cô gì đây? Cô Tư. Đây đại diện cho cô Nam đây. Rồi tiếp tục cô Sáu á. Rồi thêm đại diện. Tiếp tục là dì hai, món quà mà nhỏ nhỏ thôi. Đây là bên cậu gì đây? Đứng xe con dâu luôn kìa, đứng xe con dâu luôn ạ. Nhà mình luôn ạ. Dạ rồi. Đây là dì Út đây. Đây dì Út cũng cho quà cho cháu đây. Đây là tiếp tục là dì hai. Mẹ. Dạ rồi. Sao đứng lại luôn ạ. Nhà mình ơi. Dạ rồi. Em bây giờ trước anh hả? Em có nghe rồi, anh chưa nghe ha. Hai đứa đứng xe vô chụp hộ. Nhà mình nhìn đây luôn. Cái này chắc gửi lỗ, sau này là phải đi nhiều hơn nữa. Nhà mình đây luôn. Tiếp tục lại mình. Ok.